Xin chào các bạn nha. Hôm nay mùng 7 mùng 8 Tết gì đấy. Mình có về quê ngoại này, về bên bố vợ. Thì bố vợ của bảo mình là có hai cái điều khiển của cái cửa cuốn các bạn ạ. Thì hiện nay là do để lâu ấy, đâm ra là một cái là không chạy được. Đấy. Trước đó là có một cái là nó cứ chập chờn rồi. Sau rồi bắt đầu là bây giờ là nó không chạy hẳn luôn các bạn nhé. Thế thì về quê thì cũng chả có máy khò máy hàn đâu. Máy khò không có, máy hàn thì có. Bố vợ mình lúc nào cũng có một bộ máy hàn. Giờ mình sẽ thử cho bạn xem từng cái xem cái nào nhé. Này trước này. Bạn thấy không ạ? Không được đó. Không thấy gì. Đây là cái này, cái móc này. Tiếp cái nữa này. Đây là cái điều khiển không có móc này. Đấy các bạn thấy không? Lên bình thường này. Đấy, thì đây chính là cái điều khiển chạy được nhé. Còn đây là điều khiển lỗi này. Ok nhé. Thế thì bây giờ mình sẽ vào mình sửa cho các bạn xem nhé. Thì trước khi sửa mình cũng bảo luôn bố vợ là hút cho mình ít xăng. Xăng để sau khi sửa xong mình còn phải đánh. Đây này. Chuẩn bị đĩa xăng này. Đĩa này. Rồi bàn chạy này, mỏ hàn đây. Bố vợ mình có một cái mỏ hàn, rất là thích mấy cái đồ này. Thế đâm ra là ngày xưa mình có mua hộ bố vợ mình một cái máy hàn này. Máy hàn đây. Đồng hồ đây, đầy đủ luôn nha các bạn nhé. Chỉ thiếu mỗi máy khò thôi. Nhưng mà cái bọn này thì nó lại là dở cái này. Toàn linh kiện dán đấy các bạn. Đấy, nó lại không phải là linh kiện cắm. Đâm ra là máy hàn thì nó hơi bất tiện một tí. Rất là may là còn chúng nó vẫn có thêm cái cuộn thiếc này nữa, đâm ra đỡ này. Thiếc mình nhựa thông nên đâm ra đỡ hơn bao nhiêu phần. Giờ mình sẽ tiến hành mở ra nhé. Không ơi, các bạn này cầm quay hộ chồng cái này. Vì lý do là cái này nó có một cái họng cái không nên cho mình sẽ mở cả hai cái ra nhé. Bởi vì là để lấy so sánh như bạn nhé. Để so sánh. Rồi, thì đây chính là hai cái điều khiển đấy đây này các bạn này. Các bạn cứ nhớ này, đây này. Hai cái này thì có một cái là 190323. Hai cái này ký hiệu trông giống hệt nhau các bạn ạ. Các bạn để ý này, có một cái là pin nó sử dụng màu xanh dương này nhá. Cái màu xanh dương này là cái đang sống nhá. Thế thì để sửa thì việc đầu tiên chúng ta cần đó là chúng ta cần phải có nguồn. Chúng ta bạn đồng hồ thang 50V. Thì trên hai cái con này nó đều sử dụng pin là pin đều sử dụng viên pin, đó là viên pin 12V nhé. Đo qua cái con sống này trước này. Các bạn nhìn này, nó được khoảng độ tầm hơn 10V một tí. Nhìn đồng hồ, nhìn cho rõ. Đấy, nó hơi ngược à? Ngược à? Đấy, ngược à? Quay qua này, đứng lên này. Hơn 10V này. Cái cả đồng hồ chứ. Đấy, hơn 10V đúng không? Đấy, thế nó qua cái con bên này nhé. Nó cũng được tầm hơn 10V. Là pin là gần như là giống nhau đúng không? Thế nhưng mà cái bên này là bấm này là không tác dụng này các bạn này. Bên này bấm thì có tác dụng này. Đấy. Thế đâm ra bây giờ chúng ta cần phải là đo nguồn lại một lần nữa nhé. Đo nguồn và bấm xem nó thay đổi được không. Âm dương đây. Chúng ta phải đặt đồng hồ vào. Chúng ta cho chạy, chúng ta bấm nó mới chuẩn được nhé. Đây các bạn nhé. Còn không thay đổi gì đúng không? Tiếp tục với con bên này. Nhỏ con. Chúng ta bạn thay những 10V thì nó rõ sẽ hơn xem. Nó khoảng hơn 10V tí này. Bấm này nó tụt xuống còn khoảng 9V các bạn thấy không? Khi bấm tụt xuống còn khoảng 9V này. Đây là con đang sống bình thường nhé. Tức là pin con này cũng yếu này các bạn này. Con bên này là cái con đang chết này. Đấy, khi chúng ta bấm này. Nó tụt xuống cũng còn khoảng độ 8V. Đấy còn khoảng độ 8V. Thế thì đây chính là hai con. Tức là pin nó đã ok rồi đúng không? Bây giờ mình xác định là xem nó còn hỏng cái gì khác không. Thì theo bình thường nhé, chúng ta phải nhìn hai con này này, lấy con sống làm chuẩn,
các bạn nhìn con sống nhá, chứ con đêm mai các bạn nhiều con là các bạn dính đòn đấy, nhiều các bạn làm rơi quăng quật đấy. Các bạn nhìn cái mã này các bạn này, đây chúng ta sẽ có 8 cái mã từ 1 cho đến 8. Các bạn thấy không? Từ 1 cho đến 8 thì các bạn nhìn cái 8 cái mã này không? Nó phải giống nhau. Ví dụ cái này đúng không? Cái số 1 này các bạn nhìn này, nó đang nằm ở, nó đẩy lên vị trí trên cùng là dấu cộng không? Cái con này cũng như thế này, trên dấu cộng này. Chúng ta sẽ so lần lượt từng cái mã này. Đấy, thế thì mình hiện nay mình so thì mình thấy là tất cả các cái mã này là nó đều đẩy đúng rồi này. Cái này là cộng này, trừ này, trừ này, cộng này. Cái này là cộng này, trừ này, trừ này, cộng này. Tiếp tục này, số 5 là trừ, 6 trừ này, 7, 8 cộng cộng này. Cái này 5, 6 cũng trừ này. Đúng không ạ? 7, 8 cộng cộng, các bạn nhìn dấu không? Nhìn dấu không? Đấy, nó phải trùng mã này cái. Nha, trùng mã, trước tiên là trùng mã. Vậy trùng mã rồi thì chúng ta loại bỏ cái vấn đề là mã nó có trùng hay không, đúng không? Bây giờ nó sẽ là thuộc về vấn đề hỏng hóc, đúng không? Thì đối với trường hợp như thế này thì đối với trường hợp như thế này thì bây giờ là mình phải kiểm tra xem là nó lỗi cái gì, đúng không? Cái này là cái trường hợp bệnh này là cũng tương đối khó đấy, vì mình không có đủ máy móc ở đây để kiểm tra. Pin thì sống rồi, đúng không? Mã trùng rồi. Thế thì bây giờ mình lại phải kiểm tra tiếp này. Bây giờ chỉ còn mỗi con thạch anh, đúng không? Thạch anh là những cái con hay chết nhất, đúng không? Rất hay chết. Nếu mà thạch anh mà chết ấy, thì thường thường là nó cũng không thể nào nhận được mã đâu. Cái con này con đang sống không? Vừa bấm được đấy. Đấy. Cả hai con đều được. Con này bây giờ là con này bình thường là không được, bây giờ vừa bấm tự nhiên đấy. Bấm bên không được này các bạn. Bấm lên không được này. Xuống lại không được nữa này, tức là chỉ bấm được một nhát thôi. Được đúng một cái rồi sau lại ngắt này. Nó lại ngừng này. Ngừng lại không bấm nữa bên con này được chứ. Đây, con này thì bấm được này. Này. Đấy. Lại không bấm được nữa này. Lên xuống không được, tức là con này chỉ bấm được một nhát thôi. Lại không bấm được nữa này. Rồi. Thế bây giờ mình đối với trường hợp mà bị hiện tượng đều đều như này thì mình phải kiểm tra pin lại lần nữa nhé. Lại phải kiểm tra pin các bạn. Nhiều khi là pin nó yếu là cũng hay gây hiện tượng lắm này. Này đo quay cái đồng hồ nó thấy rồi đúng không? Bấm thì âm nó có sụt các bạn, nhưng mà cũng con bên kia cũng sụt như này vẫn chạy được. Thế bây giờ mình cứ lấy pin bên kia mình lắp qua đi. Bởi vì là hiện nay là mình không có đầy đủ máy móc để đo ấy. Này, lấy pin bên này lắp qua nhé. Pin lắp qua lại thấy bấm được này các bạn này. Lại không được rồi các bạn, chỉ bấm được 2 nhát nó lại mất luôn, lại tịt luôn. Lại chạy các bạn. Đấy, tức là con này nó hiện tượng là bị chập chờn các bạn nhé. Chập chờn như này. Chập chờn nhé. Đấy, nó cứ chập chờn như thế này. Những trường hợp chập chờn như này thì thường thường là lỗi thạch anh là cao các bạn. Thường thường là lỗi thạch anh là cao. Thạch anh này thì hiện nay ở đây không có, chỉ có một đấy của con mới lắp qua thôi. Nếu mà lắp qua như vậy thì nó không có tác dụng gì cả. Các bạn không có tác dụng gì cả. Thế bây giờ mình tiếp tục mình kiểm tra một cái cách khác nữa. Còn một nguyên nhân nữa thì đó chính là mình phải kiểm tra cái mã, các cái mã này các bạn nhé. Các cái mã này. Đây mình có tờ giấy cái bút nào không nhỉ? Rồi mình sẽ lấy ra các cái mã này. Con này là con bên con sống này đúng không? Con sống này mình đánh dấu vào để cho nó nhớ nhé. Đấy, mình đánh dấu một cái gạch vào đây để nhớ đây là con sống nhé, con này chết này. Làm cho dễ này. Thế bây giờ mình phải kiểm tra cái mã này các bạn này. Các cái mã này xem nó có trùng nhau hay không, bằng cách đo đồng hồ nhé. Nhiều khi những cái mã chập chờn đấy các bạn. Mã chập chờn này cực kỳ khó chịu luôn đấy. Này, đây là những cái bệnh mà ngoái ngoam lắm này các bạn. Bạn đồng hồ và thang nhân 1 cho mình.
Để kiểm tra mã thì các bạn phải lấy con sống để đo trước nhé, con sống nhé. Đây chúng ta các bạn nhìn này, trên cái thanh mã này sẽ có rất nhiều các cái thanh này, mỗi một cái thanh thì tương ứng với một cái số này. Đây chúng ta có hai cái thanh nhỏ này nữa, thì trong hai thanh này sẽ có một thanh chung nhé. Mình đo thử xem hai thanh này có chung nhau không. Không chung đâu các bạn ạ, đây là trong mạch nó như vậy đấy. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình đo. Đo cái đầu tiên này. Cái này kim lên này. Cái này kim lên này. Cái này kim không lên. Không lên này thì mình kiểm tra xem nó đang ở cái chế độ nào nhé. Cái đầu tiên này đó. Cái đầu tiên này dấu cộng này. Dấu cộng là kim không lên này. Không lên này. Đó, cái dấu trừ này kim lên. Kim lên bằng không luôn. Đây. Đấy lên bằng không luôn này. Chúng ta đảo chiều lại thử xem. Kim vẫn lên bằng không. Thế đảo chiều lại đo cái đầu tiên này. Cái đầu tiên chúng ta đo được khoảng độ 7 ohm các bạn. 7 ohm nhé. Đây bây giờ chúng ta để cái đỏ này đi. Cái đỏ này đo nó chuẩn hơn đúng không? Bởi vì là nó lên kim. Đấy được khoảng 7 ohm này. Khi ở dấu cộng là đo được 7 ohm nhé. Dấu trừ là về 0 này. Bên này lại dấu cộng này. Bên này lại về 0 này. Xem đúng không ạ? Nhìn cái mã bên này là nó giống nhau. Mình đang đo từ số 1 trở về đấy. Đang đo từ số 1 trở về. Đúng không? Số 1 này. Số 1 đây này. Đang ở dấu cộng này. Dấu cộng là được 7 ohm đúng không ạ? Tiếp theo là hai dấu trừ này. Dấu trừ là về 0 ohm này. Tiếp theo này. Lại dấu cộng tiếp này. Lại được 7 ohm này. À, tiếp theo là hai dấu trừ này về 0 ohm này. Tiếp theo hai dấu cộng lại tiếp tục 7 ohm đúng không? 7 ohm. Đấy, thế bây giờ mình lấy đây cái sống đúng không? Bây giờ mình sẽ lấy cái chết này mình đo. Cái chết này. Mình lại cũng lại so sánh với cái này nhá. Cái đầu tiên là cũng là dấu cộng đúng không? Bình thường cái này dấu cộng này nó phải được tầm khoảng độ 7 ohm các bạn. Như con này mình đang đo được tận 13 ohm này. 13 ohm. Đấy, tiếp tục hai cái này là hai dấu trừ. Con này cũng được 13 ohm này. Đó, 13 ohm hết này. 13 ohm. Cái này thì được 0 ohm này. 1 2 3 4 5. Cái số 5 được 0 ohm này. Tương ứng này. 1 2 3 4 5 5 xuống dưới trừ là không ôm là đúng rồi, đúng không ạ? Thế 6 thì xem nào. 2 3 4 5 6. 6 lại lên mười mấy ôm này. Đấy, tức là hiện nay là các cái thanh gạt này của mình này đang có vấn đề các bạn nhé. Chắc chắn là nó đang có vấn đề. Đấy, bây giờ muốn biết được là nó nguyên lý như thế nào thì bây giờ mình lại tháo con IC bên này nhá. Tháo con IC ở bên sống bây giờ mình đo xem ôm nó như thế nào, bởi vì nhiều khi có IC ở đây đo không chính xác các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình tháo ra nhé. Này phải tháo ra đo mới chính xác được. Về quê đây không có đồ nên làm hơi vất đấy. Tháo ra thì chúng ta cứ đắp thật nhiều thiếc vào thôi, đúng không ạ? Ok nhé. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình đo lại. Đây là cái con đang sống này, mình đang gạch một cái vết này. Kim không lên gì này.
Như vậy là chúng ta nó sẽ có hai thanh các bạn ạ. Hai thanh các bạn nhá. Đây này. Chúng ta sẽ có hai thanh bên này này. Đấy, khi mà chúng ta gạt lên trên đỉnh này. Đây gạt lên trên đỉnh này. Đấy nhá. Khi chúng ta gạt trên đỉnh này thì cái đỉnh này này nó sẽ ăn cái thanh bên này. Các bạn thấy không? Đấy. Còn đây mình xem lại cái này. Đây này, gạt trên đỉnh là nó ăn vào cái thanh bên này. Được chưa? Nếu mà chúng ta gạt xuống dưới, gạt xuống dấu trừ, gạt dấu trừ thì nó sẽ ăn vào thanh bên này. Đấy các bạn thấy không? Thế chúng ta gạt ở giữa sao? Gạt ở giữa số 0. Đây. Lấy nét, lấy nét. Đây các bạn này. Khi chúng ta gạt xuống dấu trừ này, dấu cộng và chúng ta gạt ở giữa sao? Gạt về giữa xem nó có ăn ở bên nào nhé. Đây các bạn này, khi chúng ta gạt về giữa thì nó không ăn với cái nào cả. Đấy, bây giờ mình dựa vào cái nguyên lý để mình sửa nhé. Đúng không? Thế bây giờ chúng ta gạt lên đỉnh này. Gạt lên đỉnh này. Đúng không? Gạt lên đỉnh là nó sẽ ăn cái vế bên này không? Đúng không? Thế thì cứ cái nào mà nó gạt về đỉnh, tức là gạt về dấu cộng, đúng không? Và chúng ta sẽ hàn vào cái điểm bên này. Cái nào mà gạt về trừ là chúng ta hàn vào cái điểm bên này. Được chưa? Bây giờ mình sẽ tìm ít dây đồng nhé. Tìm ít dây đồng để mình hạt. Dây đồng dây điện cũng được. Ok, mình tạm dừng video cái để mình tìm dây đồng nhé. Cắt mẫu ngắn rồi bọn. Lấy đoạn dây đồng. Dây bên trong là sợi nhỏ đúng không? Đây này. Đây này. Tầm 2cm rồi. Một sợi rồi. Tầm 2cm thế thế độ ngắn hơn một đoạn ở đây này. Hôm nay. Ok này, sợi này là ok này. Để con vào làm nốt. Đây nha các bạn nha. Sau khi mà mình đã xác định được nó hỏng cái này rồi thì bắt đầu mình vẽ lại nguyên lý của này ra. Nguyên lý nó đây. Này các bạn này, mình đánh thứ tự từ 1 đến 8 giống như ở trên này người ta ký hiệu luôn này. Đấy các bạn nhỉ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 này. Hai cái chân này, chính là hai cái chân này. Cái chân đầu tiên này này, khi chúng ta gạt về dấu cộng thì tất cả những cái chân dấu cộng này sẽ nối vào chân này. Và tất cả những cái chân dấu trừ ở dưới này nó sẽ nối vào đây. Còn để về số 0 ở giữa này, tức là nó không nối đâu cả. Nha. Thì cái ý tưởng của mình bây giờ này này, mình phải kiểm tra xem cái đang chết này. Xem là những cái nào đang chạy tốt, được chưa? Được chưa? Thế bây giờ mình sẽ lấy dựa vào cái này. Lấy dựa vào một cái sống này để mình kiểm tra này. Mình đo thông mạch. Đúng không? Thì cái đầu tiên này là cái dấu cộng không? Đúng không? Dấu cộng này. Mình đặt quy đen vào cái dấu cộng này. Đó. Thì cái số 1 là dấu cộng không? Số 1 đấy bạn này. Đo này không thông lên này. Bạn thấy không? Mình sẽ gạt một lượt để xem có cái nào thông lên không? Đây chính là cái này thông lên này. Cái này thông lên này. Cái này là 1, 2, 3, 4, 5. Cái số 5 đúng không? 1, 2, 3, 4, 5. Cái số 5. Sao lại là dấu cộng của gì? À đâu? Như thế này đúng không? Như thế này thì đây là dấu cộng đúng không? Lật ngược lại đây này, phải là dấu trừ đúng không? Lật ngược lại đây dấu trừ. Dấu trừ trước đúng không? Dấu trừ đây này. Xem thông với cái nào nha. Trừ này thông với cái số 5 này. 1, 2, 3, 4, 5 này. Đúng không? Trừ này thông với cái số 5 này. 1, 2, 3, 4, 5. Đúng 5 là dấu trừ các bạn thấy không? 5 dấu trừ. Thế bây giờ mình sẽ hàn tất cả những cái gì có dấu trừ vào với nhau nha. Tất cả những cái gì có dấu trừ với nhau. Đó là các bạn nhìn này. Có những cái nào này, 2, 3, 5, 6 là trừ đúng không? Bây giờ mình sẽ đếm này. 1 này, 2, 3 này, 2, 3 này. Mình hàn với nhau. Ui dồi ôi, mình đặt thế thì hỏng hết. 2, 3, 5, 6 nối với nhau đúng không? Mình sẽ thông này. Chân số 1 ngoài đây đúng không? 2, 3 đây. Mình hàn luôn tại IC này. Hàn luôn thế này. Đúng không? 2, 3 này. 4 này. 5, 6 này. Đây này các bạn này. 2, 3 và 5, 6 là dấu trừ mà đúng không? Đây các bạn, mình hàn luôn tại IC luôn này. Quay sát vào. Quay để cho nhìn thấy chứ. Chân 2, 3 này. Chân 5, 6 này các bạn đếm từ đây qua này đúng không? Đúng không? Chân 1 này.
chân 2, chân 3 đi thông vào hai chân này bị xe này, 2 3 và 5 6 thông với nhau đúng không? Và bây giờ mình lấy một sợi đồng mình hàn vào là xong. Mình hàn giữa 2 3 và 5 6. Chẳng thiếu chưa kìa các bạn. Chùm quậy à. Thế các bạn ạ, nhiều khi về quê mà không có đồ làm là rất là bất tiện đúng không ạ? Đấy. Và tất cả những cái chân này mình nối với nhau rồi này. Được chưa? Bởi vì là hiện nay nó còn một cái đang chạy được mà. Tiếp tục này mình tìm xem những cái nào cộng mình nối với nhau này. Thứ nhất là 78 nối với nhau này đúng không? 78 thì bây giờ các bạn nhìn 78 bên này. 78 là hai cái này cùng này không? Đấy, 78 hai này nối với nhau này. Hai chân ngoài cùng mình nối với nhau. Chùm, quậy thế nhỉ? 78 1 1 4 và 78 nhé. Chân 1, chân 4 và 78 nối với nhau. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình hàn. Thôi giữ ra. Ra bảo bảo ông bế hộ đi. Bảo ông bế hộ chút đi. Đây đưa ông đi. Thằng con nó quấy quá các bạn. Về bên ngoại chơi. Đây các bạn này. 1 này, 4 này và 78 đối với nhau, 78 đối với nhau rồi này. Bây giờ mình sẽ hàn dây đồng giữa chân 1, chân 4 và 78. Khi mà mình hàn như thế này thì mãi mãi luôn cái mã nhị phân này, mấy cái mã này của mình này không bao giờ bị sai các bạn nhé. Không bao giờ bị sai. Đấy, bởi vì cái này mình nghĩ là chắc là do để lâu ngày ấy, ẩm ướt này. Sau bắt đầu là nó mới bị hiện tượng là nó mo ve nó làm hỏng cái mã này. Bên trong này thực ra đây nó cũng chỉ là các công tắc thôi các bạn, chứ chả là cái gì cả. Đơn giản thôi. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành là mình nhờ người quay cái nhé các bạn nhé. Quay để làm nốt nhé. Đấy các bạn nhé. Tiếp tục nhé. Đấy thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình đo lại tiếp này. Đến. Đấy thế thì 78 này. 14 nối với nhau đúng không? Thì bây giờ mình sẽ đo 78, 14 thì nó tức là nối với cả chân cộng đúng không? Thì bây giờ mình sẽ đo chân cộng nhé. Chân cộng nó nằm ở mặt sau sẽ nằm ở bên này. Có nhìn thấy gì đâu. Bây giờ mình sẽ đo này. Xem là chân 1 này. Chân 1 đang không nối được xuống này. Chân 4 này. 1, 2, 3, 4 đây, 4 đây. 4 nối xuống rồi này. 7, 8 mình thông với nhau nối rồi. Thế bây giờ mình chỉ việc nối chân 1 và chân 4 là được đúng không? 1 và 4 hoặc 1 và 7, 8. Hoặc là 1, 4, 7, 8 nối với nhau là được đúng không? Bây giờ mình nối luôn như thế cho nó an toàn nhé. Thế mai thì không bao giờ nó bị lại luôn. Dĩ nhiên là nay mai các bạn thay đổi mã là sẽ rất là khó. Đấy, lúc nãy mình nhấc con IC của con đang sống cái da này. Lúc lắp lại không biết là nó có ok lắm không. Bởi vì là cái 100 pin. Cái mỏ hàn của mình thì nó ấy này. Chắc xong rồi. Gần xong rồi. Đấy, các bạn nay mai về quê mà không có đồ thì các bạn có dám nhận làm như này không nhỉ? Cái này là mình làm cho của gia đình mình thôi các bạn ạ. Chứ còn nếu mà bảo khách hàng thì chắc chắn mình không làm cái này. Gọi rủi ro rất là cao. Làm nó chẳng may nó làm hỏng cái điều khiển nó cũng mệt lắm luôn. Đấy. Bạn phải phóng to lên, những đoạn cần phóng to lên thì phải phóng to lên thì nhìn nó mới rõ. Đấy, bây giờ mình sẽ thử lại một lần nữa nhé. À đâu, bây giờ mình thử bắt khiển luôn đi. Thử bắt khiển. Cái bên này thì được rồi đúng không? Mình sẽ đóng trả lại con IC. Ở đây cũng chả có xăng thơm gì cả. Mình bảo bố vợ lấy cho ít xăng acetone để đánh các bạn. À lấy xăng xe máy để đánh. Đấy.
cái vấn đề khẩu hàn rất tốt, là rất quan trọng nha các bạn nhé. Thế đâm ra mình lúc nào cũng chú trọng anh em ở cái vấn đề khẩu hàn này. Anh em đến đây học mình bảo là, mình vẫn hay trêu anh em bảo là kể cả anh em đến mai có không học được cái gì chăng nữa thì cái vấn đề khẩu hàn anh em phải làm tốt cho mình. Đúng không? Bây giờ anh em nghi ngờ con IC này chết mà anh em không dám tháo là hỏng rồi. Nên là bắt buộc cái vấn đề khẩu hàn anh em phải thật chắc chắn cho mình nhé. Thế nó không có các bạn, không có cả banh banh gắp luôn. Thì chỗ ngồi nó cũng không được thoải mái. Đấy. Nếu mà chúng ta muốn nó chân nó đẹp thì chúng ta cho nhựa thông vào nhé. Ui cái mỏ hàn này còn đang bị hỏng này các bạn này, hỏng cái đầu này. Các bạn thấy không? Đấy, bạn phóng dữ. Đấy. Ok chưa? Thế bây giờ muốn sạch bây giờ chúng ta tiến hành chúng ta dùng xăng chúng ta đánh nhé. Xăng đánh. Đây luôn à? Đây xong rồi đây. Ok cái đĩa xăng chung mất đâu nhỉ? Đây. Chết. Nó nghịch à? Không, cái này là ai đổ gì vào? Hay là chị đổ gì vào? Không. Đây, chắc nó nghịch. Bố có điều khiển nó bảo nó bị chập chờn chị ạ. Lôi ra làm luôn cho bố. Bây giờ mang về tận dưới kia không biết bao giờ mang lên được. Ok này. Các bạn nhìn đẹp chưa? Chị Hòa là khai xuân hôm mùng mấy chị Hòa? Em cũng thế. Hôm mùng mấy, mùng 6 hay mùng 5 thì đã có người gọi mùng 5. Có người gọi vào rồi mà em có đi vào đâu. Em bảo thôi để đợi cho nó ra. Lúc nào anh em học viên đến cho anh em học viên vào làm. Có tiền là làm thôi. Bác không có bao giờ tính ngày. Mùng 1 đã có bà vào mua rồi. Mở cửa ra người ta đã vào mua. Đây là cái này cái họng nha các bạn nhé. Đây là cái họng này. Bây giờ mình sẽ thử từng cái một. Đấy các bạn thấy không? Nó lên rồi. Ngoài kia đã chạy đấy, nghe sạch sạch các bạn nghe đấy. Lúc mình may thử cho bạn xem nhé. Từ từ bạn lại cái. Nhiều khi nó chỉ rất đơn giản như này. Nếu mà các bạn mà không biết thì các bạn có thể vứt cái điều khiển. Mua cái này cũng đâu có rẻ đâu. Nhiều cái một số người họ bán 400-500 nghìn điều khiển. Sửa được mà. Chẳng qua lười thôi. Thế mà Hồng vẫn chưa chồng sửa thế nhưng mà Hồng vẫn chưa ưng đâu. Cái gì? Thế nhà mình Hồng có gì đâu mà sửa. Quay vợ xem nào. Dọn cái gì rồi? Tức là chiều nó mới làm nốt thì. Xong rồi nhưng con bà vẫn kín rồi à? Chưa vẫn còn nối. Để nó dưới. Để nó ổn nối chứ. Xong mình chuyển cả. Vẫn bước. Bên này kín.
đá một ô lối dưới. À, đây là, mang ra ngoài thử cho bảo đấy tí. Ok nha các bạn nha, giờ mình ra ngoài thử cho bạn xem nhá. Ôi bố thử con hai cái luôn được không? Ừ. Cái có móc là cái hỏng luôn. Cái này cái được ạ. À? Cái móc này là cái bố ấm thử đi ạ. À. Bố thử cái hỏng trước không? À, bố mở khóa trước đi. Rồi bố bấm thử đi ạ. À. Bố mở khóa cái, để con bận mở khóa cái. Rồi. Đấy. Lên này. Dừng lại lên này. Này bố thử cái kia kia cái sống đấy, có lại lại được cái này lại hỏng cái sống thì cũng bằng nhau. Đây nha, đây là cái sống này. Đấy. Dừng lại này, lên này. Vâng. Này bố thử cái giấy của bố đi. Vâng. Nó lại in từ nó lại cái này là vẫn tốt ạ. À. Vâng, cái đấy vẫn đang tốt ạ. Cái này. Cái đây là cái họng này. Đấy, chạy đấy. Vâng, đây là xuống. Ok, như vậy là xong nhá. Chúc các bạn làm thành công.